Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì đến với video tiếp theo của mình sẽ giới thiệu về lễ hội đua thuyền tại Đài Loan nhé mọi người. Đây là dòng sông nơi sẽ tổ chức diễn ra những cuộc đua thuyền. Và hai bên dòng sông hiện tại đang là buổi tối nên người ta thắp rất là nhiều đèn nhé mọi người. Lễ hội tổ chức rất là đẹp nhé mọi người. Đấy, còn đây là một đường phố. Đây là một cái con phố đi bộ nhé mọi người. Thì bên trên phố đi bộ này đã thắp rất là nhiều đèn rồi. Bây giờ hiện tại mọi người có thể đến đây chụp ảnh cả một cái khu phố này rất đẹp nhé mọi người. Mọi người có thể thấy ở đây khu phố này rất là đẹp nhé mọi người. Tất cả các đèn lồng này, toàn đoạn đường này tất cả đều treo hết đèn lồng trên nóc lồng nhé mọi người. Trên nóc ấy, có nghĩa là treo hết ở trên nóc. Mọi người đi vào đây thì cảm giác nó tốt tuyệt đẹp luôn, có thể diễn tả được. Hiện tại khu mình ở là đang thắp đèn khắp nơi rồi nhé mọi người. Mọi người có thể thấy rất là đẹp, đèn lồng treo rất là nhiều màu sắc và rất nhiều. Và rất hiện tại khu phố này đang thu hút rất nhiều khách đến tham quan du lịch chụp ảnh này mọi người. Rất đông nhé mọi người. Hiện tại mình đang là 9 giờ tối rồi mà con phố này hãng còn rất là đông. Đến gần 10 giờ rồi. Mọi người đến đây có thể selfie chụp ảnh rất đẹp. Với hệ thống đèn nắp rất tuyệt vời luôn nhé mọi người. Đó, mọi người có thể thấy không? Trên có rất nhiều đèn màu sắc rất nhiều. Mỗi khúc một tông màu khác nhau nhé mọi người. Mọi người hãy đến đây thưởng thức đèn. Phải nói là nó rất là tuyệt vời luôn nhé mọi người. Đó, đây là đoạn này thì toàn đèn đây nhé mọi người. Đó, toàn đèn lồng thôi. Còn đây là cổng đi vào đây nhé mọi người. Cổng vào cái khu đèn đây nhé mọi người. Đó, tất cả đều được thắp rất nhiều đèn, rất đẹp luôn. Đấy, đó mọi người có thể thấy cảnh từ xa nhìn rất là tuyệt vời đúng không? Đó, còn đây là đằng sau khu đèn lồng đấy nhá mọi người. Thì khu này người ta tạo một mái vòng đường tương đối là dài, rất đẹp, đa màu sắc luôn nhá mọi người. Thì nhà đèn ở đây người ta sẽ phát theo nhạc, vừa nhạc vừa đèn nhé mọi người, nhìn rất đẹp luôn. Có thể thấy nó rất là đẹp đúng không mọi người, rất nhiều màu sắc, nó sẽ đèn này nó sẽ chạy theo nhạc nhé mọi người. Đó, mọi người thấy đẹp không? Đó,
xong rồi tôi dẫn siêu thị. Đi xuống cuối đoạn đường này. Ở Lưu Cảng mà anh, ở chỗ đoạn Lưu Cảng chỗ chợ sáng đấy. Chỗ chợ sáng. Chỗ cách chợ sáng 200m. Nếu mà đi từ cầu mới về là một đằng là rẽ về tay trái là ra chợ, mà rẽ về tay phải là biết quán Niêu Phái không, thì ngoằn lên nhỉ. Đây là Niêu Phái. Đây là chỗ mà cân gần chỗ những bông hoa là người ta trang trí vùng quanh khu vườn đấy nhé mọi người. Trang trí vùng quanh cái khu mà đèn nháy đấy mọi người. Cũng rất là đẹp, ở đây có thể chụp ảnh rất là đẹp nhé mọi người. Đó. Bye bye nha. Đây, còn đây là hai chú chim nha mọi người. Rất đẹp đấy, mọi người có thể thấy con đường nháy còn đấy ở bên trong thì mọi người thấy không? Sau hai con chim này đó, mọi người đến đây rất đẹp luôn. Phố tại Đài Loan. Phố đèn tại Đài Loan nha mọi người. Đây là chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền ở khu mình ở nha mọi người. Khu mình thì chuẩn bị có lễ hội đua thuyền này. Thì người ta đây là con đường gọi là dẫn ra phố, dẫn ra một khu phố chùa khá nổi tiếng của Đài Loan. Thì người ở đây là rất đông người đi lại nên người ta lắp vào đây rất nhiều đèn nhá, đèn xanh kìa. Đấy mọi người, sắp tới đây là khu bên không nghĩa là gần khu này sẽ tổ chức một lễ hội đua thuyền chứ thường nhiên. Ôi không kịp lấy nét. Tôi cứ đi đi. Đây là cảnh đường phố Đài Loan đây mọi người. Đấy, rất đẹp. Đẹp luôn. Đấy. Rất nhiều đèn sáng. Thứ ngoài sau. Cô cầm cái này mà mỏi tay thấy. Điện thoại nó dư hay là đi bật hết này như thế. Tôi nhìn ra mỗi cổ gà. Còn mỗi cái bim bim. Đấy. Tóc của em, tóc của em nhìn. Cầm ngay vào tóc của em. Rất nhiều dòng nhưng mà như vậy nghe quay được tin.
cắt đúng kiểu. Ấy, nó này đẹp này. Cái này đẹp. Cái chỗ này đi, em chẳng thấy mới đẹp. Thì chẳng người đông người đi. À, wow, đẹp không mọi người? Trên này là rất nhiều đèn lồng. Dưới này cứ đi bộ đi hết. Đi bộ cái này đi. À, đi bộ. Rất đẹp, rồi. Từ đây quên được mà kìa. À. Đấy mọi người, đây là con đường mình đang đi nhá mọi người. Ôi. Đó. Rất đẹp. Vừa mình mới đi qua là đoạn dưới kia. Đây trên đầu mình đây giờ đang là đèn lồng rất đẹp đây. Rất đông người đi xem. Đây là phố chùa nha mọi người. Đây là đây là con đường phố chùa đây. Trên đầu mình rất là đẹp đây. Đó.